Những năm qua, các tổ tiết kiệm và vay vốn tín dụng chính sách xã hội đã duy trì hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, giúp nhiều hộ dân từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Hiện toàn tỉnh có trên 2.700 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động. Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội có tổng dư nợ đạt trên 3.390 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ ủy thác qua 4 hội đoàn thể đạt trên 3.370 tỷ đồng với 10 trên 13 chương trình tín dụng chính sách, chiếm trên 99% tổng dư nợ của chi nhánh. Việc các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả, góp phần giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng chính sách đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh cho trên 22.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 4.000 lao động, giúp hơn 600 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập, hỗ trợ xây dựng cải tạo trên 16.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp gần 2.100 học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.